sự thành công đã có sự thất bại, và thầy trao đổi cho tất cả học viên kể cả những thất bại và những thành công của mình. Từ cái đó cho mình một cái xu hướng và mình sẽ đi theo thầy để mà mình học hỏi thêm nữa. Và chính vì nhờ như vậy thì sẽ rút ngắn được khoảng thời gian mà mình phải lo rất nhiều. Nếu như